Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình bản tin kiểm sát online ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần. Vợ chồng Giang Hồ Mạng Phú Lê bị bắt giữ. Theo tin từ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe của cán bộ trung ương, đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội. Đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong quân đội, đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 8 là đại biểu Quốc hội khóa 10, trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí thư lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau. Chiều ngày 6 tháng 8, Giang Hổ Mạng Phú Lê, sinh năm 1980, ở yên bái cùng vợ là lã thúy kiều bị công an hà nội bắt giữ để điều tra một vụ cố ý gây thương tích phú lê bị bắt vì liên quan đến vụ việc hành hung gia đình bà nguyễn thị nga sinh năm 1951 xã hồng hà đan phượng hà nội là mẹ đẻ của trần thị đào sinh năm 1990 mệnh danh là hot girl xăm trổ đào chi lê trên mạng xã hội theo thông tin ban đầu trần thị đào và vợ chồng phú lê quen biết nhau khi thực hiện một sản phẩm hài Tết năm 2017. Sau thời gian hợp tác, Trần Thị Đào tách ra làm riêng thì bị vợ chồng Phú Lê nói xấu. Do bức xúc, ngày 18 tháng 7, Trần Thị Đào đã phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân về chuyện bị nói xấu. Ngay tối ngày 18 tháng 7, vợ chồng Phú Lê đã huy động đàn em đến tìm gặp Trần Thị Đào, đe dọa, xúc phạm và treo thưởng ai nếu đánh được Trần Thị Đào sẽ thưởng 20 triệu đồng. Trưa ngày 3 tháng 8, một nhóm người lạ đi một ô tô, hai xe máy về xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội tìm vào nhà mẹ đẻ Trần Thị Đào để nhờ vả mua chó. Khi bà Nguyễn Thị Nga bước ra thì bị các đối tượng dùng tuyếp sắt đánh liên tiếp vào người. Tiếp đó, em gái bà Nga là bà Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1953, bước ra cũng bị nhóm đối tượng trên vụt tuyếp liên tiếp vào người. Sau đó hai người được đưa đi cấp cứu. Phú được giới trẻ biết đến với chiếc đầu trọc, cơ thể phủ kín hình xăm. Đeo rất nhiều vàng, cũng giống như Phúc XO, khá bảnh hay huấn hoa hồng. Phú Lê là một giang hồ nổi tiếng trên mạng xã hội, có ảnh hưởng rất xấu đến một bộ phận giới trẻ. Phú Lê được xem là giang hồ mạng, thường xuất hiện trong một số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hay phim ngắn về chủ đề giang hồ. Một số MV ca nhạc do Phú Lê hát và diễn xuất thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Ngoài ra, Phú Lê còn tham gia đóng phim. Phú Lê cùng vợ thường xuyên đăng tải các clip khoe của trên mạng xã hội, thu hút được nhiều sự quan tâm của nhiều người. Phú Lê có ngoại hình xăm vằn vện và thường mặc nhiều trang phục quái dị để thu hút người xem. Người đàn ông này thường xuyên đeo dây chuyền màu vàng, gắn huy hiệu đại bàng, tay đeo hình rồng. Phú cũng đặc biệt được nhiều người biết đến qua bộ phim Chạm mặt giang hồ với hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube. Qua đó, Phú sở hữu kênh YouTube của riêng mình với gần 2 triệu người đăng ký. Tháng 2 năm 2019, Phú xuất bản MV ca nhạc Đời là thế thôi, lời bài hát Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu trở thành câu cửa miệng của giới trẻ trong suốt thời gian dài. Bản tin kiểm soát online của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.